Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên thứ ba ngày 19 tháng 12. Và bây giờ là những nội dung chính có trong chương trình. Triển khai các nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, kỳ họp thứ 18 và giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2024. Báo Nhân dân ra mắt chương trình xây Tết 2024. Trao giấy chứng nhận đầu tư cho hai doanh nghiệp Nhật Bản. Chi trả 125 tỷ đồng đường Tân Phúc Vọng Phan. Văn Giang bưởi cảnh đã bán đạt khoảng trên 40%. Quy hoạch xây dựng hạ tầng chợ, trung tâm thương mại cần sự đồng thuận. Sáng nay tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 với chủ đề phát huy vai trò tiên phong, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã chính thức khai mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Hội nghị cũng được tiến hành trực tuyến đến các đầu cầu tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 đến nay, các hoạt động đối ngoại diễn ra sôi động, liên tục, đồng bộ, hiệu quả, củng cố vững chắc hơn cục diện đối ngoại rộng mở, thuận lợi cho giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế xã hội và nâng cao vị thế đất nước. Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đã thực hiện 45 chuyến thăm tới các nước láng giềng, các đối tác quan trọng, bạn bè truyền thống và đón gần 50 đoàn lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế tới thăm, tạo nên bước phát triển mới về chất trong cục diện đối ngoại và hội nhập quốc tế của nước ta. Trên bình diện đa phương, vị thế và uy tín của Việt Nam ngày càng được nâng cao. Những thành tựu đối ngoại này đã đóng góp vào thành tựu chung to lớn, có ý nghĩa lịch sử là đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Khẳng định nền đối ngoại và ngoại giao mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam, dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bản sắc văn hóa và truyền thống ngoại giao hòa hiếu, nhân văn nhưng quật cường của dân tộc. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực dự báo còn tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị ngành ngoại giao thường xuyên theo dõi sát các diễn biến và dự báo đúng chiều hướng phát triển của tình hình, đánh giá kỹ các tác động đến Việt Nam, tuyệt đối không chủ quan, không để bị động bất ngờ, luôn bình tĩnh, tỉnh táo, nắm bắt thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của công tác đối ngoại từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng. Ngành ngoại giao tiếp tục bám sát vào đường lối đối ngoại của Đại hội 13, các nghị quyết của Trung ương, các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả các chương trình, kế hoạch cụ thể. Đặc biệt, Tổng Bí thư nhấn mạnh những tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đối ngoại như dĩ bất biến, ứng vạn biến, thêm bạn bất thù, sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước dân chủ và không gây thù oán với ai. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị triển khai các nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, kỳ họp thứ 18 và giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2024. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lê Huy đã công bố quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2024. Năm 2024, tỉnh phấn đấu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP tăng 7,5 đến 8%, thu nhập bình quân đầu người đạt 121 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,71%, thu ngân sách đạt hơn 32,8 nghìn tỷ đồng, tổng chi ngân sách địa phương đạt hơn 30 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ đô thị hóa đạt 46%. Tiếp đó, hội nghị đã nghe đại diện một số sở ngành địa phương tham luận về nội dung trong thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã ký giao ước thi đua hoàn thành nhiệm vụ các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn về mọi mặt, nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của doanh nghiệp và nhân dân, tỉnh Hưng Yên đã vượt qua nhiều áp lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều chỉ tiêu trong phát triển kinh tế xã hội vượt cao so với chỉ tiêu đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Đồng chí nhấn mạnh, Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 có ý nghĩa quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2024. Để hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2024, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu để thực hiện năm 2024 là và tăng trưởng kinh tế của cả nước cũng chỉ dám đặt mục tiêu là 6 đến 6,5 thôi. Nhưng mà đối với tỉnh của chúng ta thì cũng đạt ở mức là 7,5 đến 8, nhưng mà chúng ta phấn đấu là trên 8%. Nhưng mà tôi thì nói thật với các đồng chí, cá nhân tôi thì vẫn có niềm tin. Và tôi đã nói nhiều lần rồi là chúng ta phải tăng trưởng 2 con số. Và chúng ta có điều kiện để chúng ta nói được cái việc này. Chúng ta đang có nguồn lực rất lớn để thực hiện cái mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Cho nên là chúng ta đã đi sau thì bây giờ chúng ta đi nhanh hơn tí nữa, đáng hơn một tí nữa. Chúng ta đoàn kết, đồng hành cùng nhau thực hiện tốt cái mục tiêu tăng trưởng là mục tiêu chính trị quan trọng nhất trong 17 các chỉ tiêu. Chúng ta phải quyết tâm, nhất định phải đưa tỉnh của chúng ta phát triển nhanh hơn nữa, bền vững hơn nữa. Bởi vì mục tiêu của chúng ta đặt ra trong quy hoạch tỉnh là rất cao. Tôi nói thật với các đồng chí, ngay cả nghị quyết Đại hội 19 của Đảng bộ tỉnh, đến năm 2030 chúng ta trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, đến năm 2037 là chúng ta trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Để đạt mục tiêu đấy là một sự nỗ lực, một sự hy sinh cực kỳ lớn của tất cả cán bộ đảng viên, và sự đồng hành hỗ trợ của nhân dân thì chúng ta mới đạt được. Và trước hết chúng ta với góc độ là người lãnh đạo của tỉnh, của huyện, thậm chí ở cấp xã, thì chúng ta phải lao động và cống hiến hơn rất nhiều. Ngay từ đầu năm thì phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường củng cố sự đoàn kết trong nội bộ, nỗ lực cố gắng vượt qua những khó khăn thách thức của năm 2024 để đạt được những các mục tiêu, các nhiệm vụ đã được đề ra ở trong nghị quyết của Tỉnh ủy, của Hội đồng Nhân dân tỉnh và trong cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đặc biệt là các chỉ tiêu nhiệm vụ mà đã giao cho địa phương ngày hôm nay. Và tôi thì có niềm tin là các đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của năm 2024 và các đồng chí yên tâm. Cá nhân tôi và tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ đồng hành và chia sẻ với khối chính quyền bất cứ những khó khăn mà các đồng chí gặp phải. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu căn cứ nghị quyết của Chính phủ, các nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, các sở ban ngành theo chức năng nhiệm vụ được sao, khẩn trương tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện. Năm 2024 phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách ngay từ tháng đầu năm, quý đầu năm 2024, tập trung công tác giải phóng mặt bằng, triển khai xây dựng các khu cụm công nghiệp, các dự án trọng điểm, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường, ngăn chặn kịp thời những vi phạm về đất đai và tuyệt đối không để phát sinh vi phạm mới. 2024 là ta làm cái gì? Thì trước hết, ngành tài nguyên môi trường phải tập trung ngay cái việc một là tính tiền đất, thu tiền dùng đất. Các doanh nghiệp đóng thuế trên địa bàn yêu cầu phấn đấu phải là 40.000 tỷ, chứ không phải là 32.800 tỷ nữa đâu. Đấy là kế hoạch của chúng ta, như vậy nhưng ta phải phấn đấu ở mức cao hơn. Mà muốn được mức này thì tất cả chúng ta lại tiếp tục lại vào cuộc tích cực, cả hệ thống chính trị và vào cuộc tích cực của tất cả nhân dân trong tỉnh thì chúng ta mới đạt được. Ngay từ tháng 12 này thì chưa hết năm, tôi nói là chưa hết năm thì tôi nói là các huyện ở đây thì các đồng chí tập trung để giải phóng mặt bằng để thực hiện các nút thắt. Ta phấn đấu quyết tâm 6 tháng đầu năm 2024 thì ta hoàn thiện. Chúng ta có 100% các xã trong tỉnh về đích nông thôn mới thì ta hoàn thành. Là tỉnh Hưng Yên có lẽ được như thế thì có là tỉnh đầu tiên là các xã về đích nông thôn mới nâng cao. Thế còn về cái tài nguyên môi trường ấy, về quản lý đất đai ấy, ở đây tôi có 2 điểm nhé. Một là các huyện phải hoàn thành cái quy hoạch. 2 quy hoạch, một là quy hoạch điểm bãi đỗ xe dân cư nông thôn. Mỗi một thôn ta có 1 đến 2 biển bãi đỗ xe. Đấy là nội dung là giao sở xây dựng. Nội dung thứ hai là làm cái đề án về xử lý nước thải. Nước thải thì cái hệ thống Bắc Hưng Hải thì ta đã có cái phương hướng rồi. Thế còn lại cái là các điểm xử lý nước thải từ dân cư mà ra đấy, thì Ủy ban tỉnh đã giao rất cụ thể, rất rõ ràng cho Sở Tài nguyên. Giao kế hoạch 2024 thì tôi cũng đã nói và đã giao. Thì tôi đề nghị các ngành rồi các huyện, thành phố, thị xã tập trung tổ chức thực hiện, mà ta quyết tâm hoàn thành vượt mức nhiệm vụ kế hoạch mà nghị quyết của Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ra. Về lĩnh vực bảo vệ môi trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành địa phương đẩy mạnh tuyên truyền mô hình tốt về bảo vệ môi trường, xử lý kịp thời những tập thể cá nhân vi phạm về môi trường, tập trung xây dựng hệ thống xử lý môi trường tại khu dân cư theo đề án đã được phê duyệt, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức khi thực thi công vụ. Các cấp ngành đoàn thể cần quan tâm chăm lo để nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, gia đình khó khăn được đón Tết Nguyên đán 2024 đầm ấm, giữ vững ổn định chính trị và đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội từ cơ sở và trong toàn tỉnh. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Với mục đích quan tâm thiết thực để mang đến mùa xuân ấm áp hạnh phúc tới công nhân lao động, chiều ngày 18 tháng 12 tại Hà Nội, Báo Nhân dân và công ty Cổ Tech Công tổ chức lễ ra mắt chương trình Xây Tết 2024. Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân chủ trì buổi lễ, đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cơ quan báo chí. Về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Chương trình Xây Tết 2024 khởi động từ ngày 23 tháng 12 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024 trên các công trường ở 3 miền đất nước, trong đó hoạt động trọng điểm diễn ra tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên vào ngày 9 tháng 1 năm 2024. Chương trình sẽ tặng gần 17.000 phần quà Tết để khuyến khích động viên tinh thần cho công nhân lao động xa nhà. Bên cạnh đó là các hoạt động như cắt tóc tại công trường cho công nhân, chụp hình Tết, in ảnh, trao tặng những tấm vé hoặc chuyến xe về quê miễn phí, tầm soát khám bệnh, tư vấn sức khỏe. Tất cả các hoạt động này nhằm mang đến những khoảng thời gian thư giãn và chăm sóc hiếm hoi đến các công nhân trong những ngày tháng bận rộn chạy tiến độ trên công trường khi kỳ nghỉ Tết đang đến gần. Đây là hoạt động thể hiện văn hóa nhân văn và chia sẻ của người Việt Nam, lan tỏa thông điệp tri ân những người lao động tại các doanh nghiệp mỗi dịp Tết đến xuân về. Hiện nay, số người làm việc trong khu vực công nghiệp và xây dựng của cả nước là hơn 17 triệu người. Thu nhập bình quân của người lao động trong khu vực này là gần 8 triệu đồng một người một tháng. Sáng nay, Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách thủ tục hành chính. Dự tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban thứ nhất Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh. Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên cả nước có nhiều chuyển biến tích cực, gắn với chuyển đổi số và triển khai thực hiện đề án số 06, theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Tại tỉnh Hưng Yên, công tác cải cách thủ tục hành chính được triển khai đồng bộ. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh công khai gần 1.800 thủ tục hành chính, cung cấp trên 1.600 dịch vụ công trực tuyến. Từ đầu năm đến nay, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của tỉnh đạt trên 88%, tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 75%. Về thực hiện công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp, tỉnh Hưng Yên đạt 72,19 điểm, xếp thứ 23 trên 63 tỉnh, thành phố. Phát biểu tại hội nghị trực tuyến, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh những kết quả mà tỉnh Hưng Yên đạt được trong cải cách thủ tục hành chính. Đồng chí chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc mà Hưng Yên gặp phải như các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của bộ ngành trung ương kết nối với hệ thống thông tin của tỉnh để chia sẻ dữ liệu chưa nhiều. Các bộ ngành còn chậm hướng dẫn, ban hành quy trình xử lý giải quyết hồ sơ. Cổng dịch vụ công quốc gia còn xảy ra tình trạng lỗi không truy cập, chức năng thanh toán trực tuyến còn chưa hoạt động ổn định. Đồng chí đề xuất Văn phòng Chính phủ và các bộ ngành liên quan kịp thời công bố các thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến để các địa phương áp dụng thống nhất trên cả nước, kết nối tích hợp các thủ tục hành chính cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các bộ ngành với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của các địa phương, quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thường xuyên tập huấn, hướng dẫn các địa phương trong cải cách thủ tục hành chính. Sáng nay, Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho hai doanh nghiệp đăng ký đầu tư vào khu công nghiệp Thăng Long 2. Đó là dự án nhà máy Acecook Thăng Long Hưng Yên, chủ đầu tư là công ty cổ phần Acecook Việt Nam, liên doanh giữa Việt Nam và Nhật Bản. Diện tích sử dụng hơn 10 ha, tổng đầu tư của dự án là gần 88 triệu đô la Mỹ. Mục tiêu là đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất mì, phở, hủ tiếu, bún, miến ăn liền các loại, dự kiến quý 3 năm 2027 đi vào hoạt động. Dự án thứ hai là phụ tùng ô tô Lioho Việt Nam do nhà đầu tư Lioho Machine Works và Ipraseki của Đài Loan, Trung Quốc. Diện tích sử dụng đất là 10 ha, tổng vốn đầu tư 50 triệu đô la Mỹ. Mục tiêu dự án là sản xuất các sản phẩm phụ tùng ô tô, xe gắn máy, sản xuất linh kiện máy nông nghiệp, sản xuất linh kiện kim loại của máy bơm các loại, bơm hơi, bơm nước, bơm khí. Dự kiến tháng 10 năm 2025 sẽ hoạt động. S-Cup Việt Nam đầu tư vào Hưng Yên từ năm 2001. Với cái việc mà đầu tư vào Hưng Yên thì chúng tôi thấy rằng là Hưng Yên có rất là nhiều cái lợi thế. Nguồn lực về lao động ở Hưng Yên thì cũng rất là dồi dào. Ban ngành của tỉnh thì cũng đã tạo điều kiện cho S-Cup Việt Nam phát triển. Trong cái thời gian sắp tới thì chúng tôi cũng rất mong là tất cả các cái ban ngành của tỉnh hỗ trợ cho S-Cup Việt Nam những cái thủ tục, hướng dẫn cho S-Cup Việt Nam làm sao mà có thể có những cái thủ tục nhanh nhất. Xin giấy phép về phòng cháy chữa cháy là một cái việc mà rất là kéo dài thời gian. Hy vọng rằng tỉnh Hưng Yên cũng sẽ hỗ trợ. Năm 2023, Ban Quản lý Khu Công nghiệp tỉnh Hưng Yên tiếp nhận mới 57 dự án vào các khu công nghiệp tỉnh, tổng vốn cấp mới và điều chỉnh tăng là 950 triệu đô la Mỹ. Trong đó, khu công nghiệp Thăng Long 2 đã tiếp nhận 5 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 340 triệu đô la Mỹ. Diện tích thuê đất là hơn 40 ha. Chiều ngày 18 tháng 12 tại thành phố Hưng Yên diễn ra lễ ra mắt công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu Hưng Yên. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên và lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Theo quyết định của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, chuyển hình thức hoạt động kinh doanh của chi nhánh xăng dầu Hưng Yên trực thuộc công ty xăng dầu B12 thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu Hưng Yên trực thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Việc chuyển đổi này nằm trong đề án tái cơ cấu các tổng công ty, tập đoàn, vốn nhà nước để hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn. Tại tỉnh Hưng Yên, công ty chiếm hơn 50% thị phần. Năm 2023, ước nộp ngân sách 230 tỷ đồng, sản lượng bán ra 140.000 mét khối tấn trên năm với 34 cửa hàng kinh doanh xăng dầu và 2 cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Nhân dịp này, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã ủng hộ Quỹ An sinh xã hội tỉnh Hưng Yên 10 tỷ đồng để xây trường học trên địa bàn huyện Yên Mỹ. Trong khoảng một tháng qua, huyện Phù Cừ đã tập trung tiến hành chi trả tiền cho các hộ có diện tích đất ruộng cần phải thu hồi của dự án trọng điểm đường Tân Phúc - Võng Phan với số tiền khoảng 125 tỷ đồng. Chủ đầu tư phối hợp cùng chính quyền địa phương trong huyện đã tiến hành chi trả cho trên 416 hộ tại các xã Tống Chân, Đình Cao, Minh Hoàng, Đoàn Đào có diện tích đất ruộng trên 45 ha với tổng số tiền cần chi trả khoảng 125 tỷ đồng. Các buổi chi trả diễn ra nhanh gọn. Các hộ có diện tích đất ruộng cần thu hồi đều đồng thuận, sẵn sàng nhường đất cho dự án, chi trả đền bù thỏa đáng là cơ sở tạo sự đồng thuận của nhân dân, giúp việc giải phóng mặt bằng được thuận lợi, dự án sớm được triển khai. Thời gian tới, chủ đầu tư phối hợp cùng chính quyền địa phương các xã Minh Tiến, Nguyên Hòa sẽ tiến hành chi trả đền bù cho các hộ bị thu hồi đất ruộng. Những năm gần đây, cây cảnh đang là thế mạnh trong phát triển nông nghiệp của huyện Văn Giang, đã được người dân đưa lên chậu làm cảnh, đáp ứng thú chơi cây cảnh trong những ngày Tết đón xuân. Khác với thị trường cam cảnh, quất cảnh mới bắt đầu sôi động và có nhiều khách hàng ở nơi xa đến đặt mua, thì thị trường cây bưởi cảnh đã sôi động từ đầu tháng 11 âm lịch. Năm 2023, diện tích trồng hoa cây cảnh trên địa bàn huyện là 1.290 ha, trong đó diện tích trồng quất cảnh, bưởi cảnh gần 400 ha. Năm nay, bưởi cảnh Văn Giang đã được khách hàng đặt mua sớm. Đến nay, khoảng 40% bưởi cảnh đã được các thương lái đặt mua và có 20% bưởi cảnh đã được vận chuyển đi bán. Trung bình giá bán từ 3 đến 5 triệu đồng một cây. Những cây to, quả sai có giá bán cao hơn từ 30 đến 60 triệu đồng, thậm chí là có cây bưởi cảnh có từ 100 quả đến 200 quả có giá trên 100 triệu đồng. Nhưng số lượng bưởi cảnh có giá từ 1 triệu đến 2 triệu đồng năm nay được người dân trồng nhiều, cơ bản đã bán được 30%. Được biết năm 2022, 1 ha bưởi cho doanh thu từ 650 đến 700 triệu đồng một ha. Thưa quý vị và các bạn, một số chợ trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh được đầu tư xây dựng với kinh phí hàng chục tỷ đồng trên diện tích hàng nghìn mét vuông. Thế nhưng không thu hút được tiểu thương và người tiêu dùng. Nghịch lý là chợ hiện đại thì bỏ hoang, trong khi các chợ cóc thì luôn được tiểu thương và người dân lựa chọn. Năm 2009, dự án chợ Yên Mỹ được triển khai xây dựng trên địa bàn thị trấn Yên Mỹ với diện tích xây dựng hơn 10.000 m2, tổng kinh phí đầu tư trên 24 tỷ đồng. Năm 2012, chợ Yên Mỹ được đưa vào sử dụng với hạ tầng khang trang, nhưng đến nay, sau 11 năm hoàn thành, khu chợ này vẫn vắng bóng tiểu thương. Xung quanh chợ được người dân sử dụng làm nơi đỗ xe. Và đương nhiên, các tiểu thương và người mua vẫn tràn lan, lấn chiếm lòng đường như thế này. Đây cũng là bài toán chưa có lời giải với chính quyền thị trấn. Mặc dù là chúng tôi là rất là cương quyết. Có đợt mà dồn chợ là thực hiện từ lúc 3-4 giờ sáng, mà khi bắt đầu là các cái người dân là mang rau củ quả đến thì chúng tôi là yêu cầu cho lên xe vận chuyển lên cái khu trung tâm đấy để cho họ buôn bán, nhưng mà về sau cũng không có người đến mua, do vậy là người ta cũng không thực hiện được cái việc là buôn bán ở đấy. Khu chợ và trung tâm thương mại Khoái Châu trên địa bàn xã Dân Tiến được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2018. Kinh phí đầu tư xây dựng trung tâm thương mại này khoảng 40 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn hoạt động, khu trung tâm thương mại với diện tích gần 2.000 m² cũng không có tiểu thương kinh doanh buôn bán. Đến nay, trung tâm thương mại Khoái Châu luôn trong tình trạng không có người qua lại, cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng. Trước đây thì rất là đông, thời gian độ mấy năm trở lại đây thì các cái chợ cóc, chợ tạm ở quanh khu vực là mọc lên rất là nhiều, bày bán tràn lan hoặc là họ bán ra vỉa hè lòng đường. Thế để nó thu hút những cái người dân ở gần cái khu vực đấy, họ đến họ buôn bán rồi họ mua bán cho nó gần. Không chỉ có chợ Yên Mỹ, trung tâm thương mại Khoái Châu hiện nay trên địa bàn tỉnh còn nhiều chợ và trung tâm thương mại dù đã được đầu tư tiền tỷ nhưng không phát huy hiệu quả. Điển hình như chợ Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ hay chợ An Vĩ, huyện Khoái Châu. Để mạng lưới hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh hoạt động hiệu quả, tránh tình trạng lãng phí, thì khi đầu tư xây dựng hoặc là tiến hành nâng cấp các chợ, trung tâm thương mại, các địa phương cần đưa ra các phương án lựa chọn cả về địa điểm lẫn mức đầu tư phù hợp với nhu cầu mua bán của người tiêu dùng và hộ kinh doanh tại địa phương. Bên cạnh đó, cần tham khảo ý kiến của nhân dân, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để các hộ kinh doanh vào buôn bán tại các khu chợ mới. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.